Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sự hỗn loạn do Covid-19 châm ngòi cho những căm phẫn tại Việt Nam. Ngọc Hà cảm thấy vô cùng bực mình. Ai đó dường như đã dựng lên một lớp rào chắn khác bên ngoài ngôi nhà của chị ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Kèm theo cái rào chắn đó đã được chính quyền địa phương dựng lên vài ngày trước. Lớp rào này đã chặn lối chính vào tổ dân phố nơi chị và hàng chục hộ dân đang sinh sống nơi đây. Không ai dám vượt rào chắn vì mọi người đều biết chỉ cách đó vài trăm mét sẽ có một chốt kiểm tra, nơi các tình nguyện viên trẻ kiên quyết yêu cầu những người đi đường dừng lại và trình giấy phép. Những người không có giấy phép đi đường sẽ bị phạt tới 2 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn cho người dân Việt Nam khi họ đang giãn cách xã hội và không có tiền sinh nhai. Và vì thế, lớp rào chắn tự làm bằng ván gỗ và các tấm nhựa, sóng và bìa cứng nằm nguyên dưới cơn mưa rào tháng 9 như một sự nhắc nhở không vui vẻ của khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra ngày một trầm trọng tại Hà Nội. Đây là hình ảnh một lớp rào chắn đặc biệt bằng tôn cao hơn 2 mét ngăn dọc chia ngõ nhỏ ra làm đôi ở thủ đô Hà Nội, nơi giáp danh giữa huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai để chống dịch Covid-19. Chị Hà thật may mắn khi được làm việc tại nhà, trong cùng khu của chị có hàng trăm người khác phải làm việc ở bên ngoài. Rất khó khăn cho họ mới có được giấy phép đi đường và rồi mỗi sáng họ phải len lỏi qua các chốt kiểm tra, chen chân trước khu vực rào chắn và chấp nhận rủi ro có thể bị lây nhiễm chéo ngay tại những nơi này. Đây là một cách làm chống dịch rất khó hiểu của chính phủ. Hà Nội đang được phân chia thành các vùng với nhiều màu sắc khác nhau. Trong vùng màu xanh, vùng không phát hiện ca Covid nào, người dân vẫn có thể đi lại tự do, nhưng ở vùng đỏ, nơi có các trường hợp Covid như ở Hà Nội sống, mọi thứ đều bị hạn chế một cách hết sức nghiêm ngặt và khó chịu. Cô chỉ có thể ra ngoài mua đồ ăn 3 lần một tuần và tổ dân phố nơi cô ở giờ đây ở một góc độ nào đó đã trở thành một trại tù. Bà mẹ có hai con ngoài 50 tuổi, hiền lành đã gần như phải hét vào mặt lãnh đạo tổ dân phố nói rằng: "Nếu có cháy nhà thì sao? Hay cấp cứu thì như thế nào? Các vị có nghĩ rằng người ốm sẽ ra khỏi cáng và nhảy qua được cái rào chắn này hay không?" Đợt bùng phát Covid-19 mới tại đây, chị Hà đã không phải là người duy nhất tức giận và thất vọng về cách chính phủ đang chống dịch như thế. Hà Nội đang gánh chịu một đợt bùng phát Covid mới, đợt dịch thứ tư với hàng chục ca bệnh nhiễm mỗi ngày và con số này tăng lên rất lớn hàng ngày, hàng giờ, cùng như số người chết. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, 3.700 người dân thủ đô đã có cái kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Số ca nhiễm bệnh của cả nước hiện đã vượt quá con số 600.000 ca, trong đó một nửa là từ Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm dịch lớn nhất của cả nước. Số người chết đã vượt quá 15.000 người và người so với 35 ca trước đây khoảng một năm. Đây là một con số khủng khiếp. Đây là hình ảnh so với Thái Lan và Lào, Campuchia là những quốc gia cạnh Việt Nam, không khác biệt về khí hậu, địa lý cũng như nhân chủng học. Thế nhưng số ca nhiễm của Việt Nam chưa bằng một phân nửa của Thái Lan, nhưng số ca tử vong lại nhiều hơn rất lớn. Tỷ lệ tử vong của Việt Nam là cao nhất, gần 3% trên tổng số ca nhiễm, so với Thái Lan là 1% và Campuchia là 2%. Thế nhưng tỷ lệ phục hồi lại tạm thời đang rất thấp, chỉ khoảng 50%, thua xa Thái Lan và Campuchia đều gần như 100%. Và việc tiêm chủng đang diễn ra với tốc độ rất chậm, chủ yếu là do thiếu vaccine. Tính đến nay, ngày 9 tháng 9, chỉ có 3,9% dân số đã tiêm chủng đủ cả 2 mũi. Con số này tương tự như số ở châu Phi. Làn sóng Covid-19 thứ tư này đặc biệt đáng lo ngại vì sự xuất hiện của biến thể Delta rất dễ lây nhiễm. Nó cũng cho thấy sự thiếu chuẩn bị của toàn bộ hệ thống trong việc đối phó với một trong những thảm họa y tế cộng đồng cấp bách và nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại. Chính phủ tại Việt Nam dường như đang rất luống cuống với vấn đề này. Chúng ta đã trở nên quá tự mãn sau những đợt bùng phát ban đầu. Một bác sĩ kỳ cựu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nói như vậy. Vị bác sĩ này muốn giấu tên để tránh gặp rắc rối với chính quyền. Chính phủ nghĩ rằng việc ngăn chặn virus lần này cũng dễ dàng. Chúng ta đã có cả năm nhưng không có sự chuẩn bị nào về nguồn lực y tế và mua sắm vaccine. Ông nói tiếp và thêm rằng nó thực sự cho thấy chính phủ không có hiểu biết và đầy đủ về con virus này cũng như về đại dịch. Kết cục là chính quyền các cấp và ban hành các chính sách chậm trễ, không đầy đủ và thường rối rắm. Không thể không từng nghe thấy rằng
một chỉ thị được ban hành vào cuối buổi chiều và lại được rút ngay vào trong đêm hôm đó vì sự mâu thuẫn của các văn bản. Đây cũng là thể hiện nhận thức kém cỏi của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và các lãnh đạo của chính phủ. Hoặc những mệnh lệnh không được cân nhắc thấu đáo khiến người dân trở nên bối rối, hoang mang và hoảng hốt. Đây là hình ảnh rất đông người chen lấn nhau trong đêm 11 tháng 9 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để giành nhau phiếu tiêm vaccine. Phân bua về một số sai lầm chính sách gần đây, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho rằng tình hình hiện nay là mới và chưa từng có tiền lệ, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và điều chỉnh. Vào ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dường như đã phát tín hiệu rằng Việt Nam sẵn sàng chuyển hướng từ chiến lược không Covid đã lạc hậu sang một cách tiếp cận mới phù hợp hơn. Phát biểu tại một cuộc họp của chính phủ, ông nói: "Chúng ta xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối." 10 ngày sau, vẫn chưa có gì thể hiện chính sách sống chung với Covid của ông Thủ tướng đã tuyên bố trước đó. Các nhà chức trách khắp nơi trên cả nước vẫn đang theo dõi và truy vết các ca dương tính, cũng như tiến hành các xét nghiệm trên quy mô lớn tại các điểm nóng nhằm tách các F0 ra khỏi cộng đồng. Đây là ngôn từ chính thức được sử dụng chỉ để ra các trường hợp nhiễm Covid đã được xác nhận. Truy vết và tìm cách ly, các biện pháp đã được đóng góp và thành công ngăn chặn dịch bệnh Covid của Việt Nam vào năm ngoái, vẫn còn đang được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, giờ đây, chúng đã dẫn đến sự bất bình rộng rãi trong lòng công chúng Việt Nam từ Bắc đến Nam. Chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều video và cả những video được gửi đến Đài Á Châu Tự Do, EFA, ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở thành phố Cà Mau bị cảnh sát mặc sắc phục khống chế và đưa lên ô tô để chở vì ông này không chịu làm xét nghiệm. Người đàn ông giãy đạp và la hét: "Gãy tay tôi rồi, bộ tôi cướp của giết người hay sao?" Trong một clip khác, người dân ở khu vực ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phản đối nỗ lực phong tỏa toàn bộ một xóm trọ vì được cho là có khoảng 100 trường hợp F0 ở đây. Một người đàn ông được nói rằng: "Mấy anh tính giết hết người dân trong ngõ này hay sao?" Đây là hình ảnh tín hiệu cờ trắng phát ra rất nhiều ở các hẻm nhỏ tại Sài Gòn. Có nghĩa là họ đang kêu cứu người làm từ thiện vì hết gạo ăn. Nhà văn Võ Đắc Danh cho biết rằng: "Mấy đứa em đi phát gạo cho hay, nạn đói ở Sài Gòn kinh khủng lắm rồi. Càng ngày tụi nó càng phát hiện ra nhiều khu ổ chuột ở các hẻm sâu, đó là những quy hoạch treo ở Bình Tân, Bình Chánh, quận 8, quận 12, Hóc Môn. Họ là những người buôn gánh bán bưng, những người bán vé số vân vân. Nói chung là những người làm ngày nào ăn ngày đó và ở thuê với giá rất thấp. Bây giờ sau nhiều tháng đóng cửa, mất thu nhập, thậm chí họ đã bán hoặc cầm cố điện thoại nên không thể lên mạng kêu cứu được nữa." Trong một trường hợp nghiêm trọng hơn, chính quyền địa phương ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khóa cổng nhà của gần 400 hộ dân thuộc một làng trong 14 ngày vì một số người trong số họ đã tiếp xúc với những người đã tiếp xúc với các ca nghi nhiễm Covid. Theo bác sĩ kỳ cựu tại thành phố Hồ Chí Minh, các biện pháp kiềm chế dịch bệnh nghiêm ngặt và không tôn trọng người dân hiện vẫn đang được áp dụng. Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng được báo chí trong nước dẫn lời cảnh báo rằng các nhà chức trách đừng lấy lý do vì phòng chống dịch mà đi ngược lại với các quan điểm của nhà nước pháp quyền, các quy định của hiến pháp, pháp luật. Điều này người dân sẽ không đồng thuận. Ông Nhưỡng cũng kêu gọi các cơ quan chức năng cải thiện phúc lợi của người dân và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn vì Covid. Phong tỏa được thực hiện ở nhiều nơi, người dân đã và đang kêu ca về việc thiếu lương thực và các dịch vụ thiết yếu khác dẫn đến những cái chết thương tâm. Nhưng việc phân phối nguồn cung cấp là có vấn đề, thậm chí ở ngay cả trong các cơ sở cách ly và điều trị Covid do chính phủ điều hành. Những hình ảnh gây sốc từ một bệnh viện dã chiến ở tỉnh Bình Dương gần thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có hàng trăm bệnh nhân Covid đang tranh giành thức ăn vì đói. Là một trong những bệnh viện dã chiến lớn nhất của Việt Nam được xây dựng sau khi các bệnh viện chính thống trở nên quá tải. Nhưng các bệnh viện này cũng đã bị thiếu điện và thiếu nước. Quân đội cũng đã được huy động. Đây là hình ảnh vào ngày 8 tháng 9, hàng trăm người dân ở chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh đã phá chốt Covid, đòi tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng. Thực chất, số tiền hỗ trợ này chỉ có trên miệng của lãnh đạo nói trên TV, chứ ít người nhận được trong thực tế. Hai tuần trước đó, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Việt Nam đã được huy động đưa đến thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ những người dân đang bị cách ly của thành phố này. Quân đội và công an đã và đang giúp tiếp tế các nhu yếu phẩm, nhưng đồng thời cũng thực thi quy định yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà. Việc triển khai quân đội trong các nhà phân tích đánh giá là một bước đi
bắt buộc vì lực lượng này được tín nhiệm và tương cậy cao ở Việt Nam, một quốc gia đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, sự hiện diện của quân phục và súng ống AK trên đường phố cũng như các xe thiết giáp có thể cho thấy chính quyền nhận thức được sự bất bình ngày càng tăng của công chúng và dễ dàng từ một ngọn lửa nhỏ có thể nhen lên thành những cuộc biểu tình lớn để lật đổ chính quyền này. Tình trạng bất ổn là cực kỳ hiếm xảy ra ở Việt Nam và chính phủ nước này dường như trước đến nay vẫn tự hào về việc duy trì ổn định chính trị và xã hội. Tuy nhiên, thực tế thì lại khác. Đó là những vụ việc ở Đồng Tâm khi quân đội bị tranh chấp đất đai và công an đột nhập vào nhà dân để bắn chết cả những đảng viên lão thành cách mạng, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tuy nhiên, khi số trường hợp mắc COVID-19 có dấu hiệu thuyên giảm mặc dù còn chậm, cần gia tăng quan tâm tới những người đã mất kế sinh nhai trong đại dịch. Đêm khuya, ở những góc phố vắng, gầm cầu, cổng bệnh viện đã lại xuất hiện những người vô gia cư với dáng vẻ còn tiểu tụy hơn trước rất nhiều lần. Sẩm tối và tảng sáng, Hà Nội đã xuất hiện những người chợ cóc kiểu du kích, nơi mà người bán và người mua vội vã vừa lén lút tranh thủ đến từng phút. Một người viết chuyên mục nổi tiếng Phạm Gia Hiền viết trên tờ báo mạng nổi tiếng Vietnam Express về những điều anh ấy thấy được những trong thời gian vừa qua ở Hà Nội như sau. Đó là những giọt nước đầu tiên sánh ra khỏi miệng chiếc ly chứa đựng sự kiên nhẫn của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 9 năm 2021 với bản tin Sự hỗn loạn do Covid-19 châm ngòi cho những căm phẫn tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.